Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin khả năng bất ổn cao, Tô Lâm vội bắt tay với Trung Quốc, chuẩn bị trấn áp biểu tình và bạo loạn. Từ trước tới nay, Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền của họ luôn khẳng định lấy dân làm gốc. Đây được coi là mục tiêu, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Vào ngày 20 tháng 2, tại hội thảo phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc vì dân, vì nước, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã khẳng định như sau: dân là gốc, là trọng tâm, là trung tâm mọi quyết sách. Lòng dân, sự hài lòng của dân là thước đo quan trọng nhất về chất lượng của các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Ông Võ Văn Thưởng còn nhấn mạnh, ngoài lợi ích của nhân dân thì Đảng không còn lợi ích nào khác. Nói nhung thường có thể hiểu là lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân phải là điểm xuất phát quan trọng của mọi đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Công luận thấy rằng những tuyên bố của ông Võ Văn Thưởng chỉ mang tính chất mị dân và trái ngược với thực tế. Vì lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi đại đa số nhân dân Việt Nam là thế lực thù địch. Bộ Công an Việt Nam thúc đẩy hợp tác với Bộ đội Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc. Tờ báo Nhân dân vào ngày 22 tháng 11 trong bản tin thúc đẩy hợp tác với Bộ đội Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc cho biết, chiều ngày 21 tháng 11 tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Tham mưu trưởng Bộ đội Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc Chu Kiến Quốc. Theo đó, để phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ đội Cảnh sát Vũ trang Trung Quốc, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị hai bên nghiên cứu hỗ trợ tổ chức các khóa đào tạo, huấn luyện dành cho cán bộ lực lượng chống khủng bố, chống biểu tình, bạo loạn, bảo vệ mục tiêu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác, cùng diễn tập chung phối hợp để giải quyết những vấn đề chung. Đáp lại Tham mưu trưởng Bộ đội Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc, ông Chu Kiến Quốc khẳng định rằng việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Bộ đội Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc và Bộ Công an Việt Nam là điều quan trọng và sẽ phát triển hơn nữa. Theo giới quan sát, đây là lần thứ hai liên tiếp trong vòng 2 tháng gần đây, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã gặp các quan chức hàng đầu của Trung Quốc để bàn chuyện an ninh quốc gia, trong đó có nội dung bảo vệ chế độ, trấn áp biểu tình. Trước đó, trung tuần tháng 9 năm 2023, trong chuyến thăm Bắc Kinh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã được các lãnh đạo Trung Quốc như Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Trung Quốc Trần Văn Thành và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc Hạ Vinh đón tiếp và thảo luận. Điều lo ngại của ông Tô Lâm về vấn đề biểu tình, bạo loạn đã cho thấy ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cảm nhận được sự bất ổn đang hiện hữu trong tư tưởng của người dân cả nước. Khi lên mạng xã hội, người dân đã công khai biểu lộ sự bất bình về tình trạng tham nhũng tới mức mất kiểm soát, và vụ án Vạn Thịnh Phát là một vụ án điển hình như thế. Ông Đại tướng Tô Lâm đầy tai tiếng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, tiếp Tham mưu trưởng Bộ đội Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc Chu Kiến Quốc. Nguy hiểm hơn, không chỉ có lòng dân bất an mà nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam cũng có những sự chia rẽ sâu sắc. Giới chuyên gia cho rằng sự căng thẳng giữa các đại biểu Quốc hội và các giới chức chính phủ là điều có thật, đang hiện hữu và thể hiện rõ trên nghị trường Quốc hội trong thời gian gần đây. Điều này được đánh giá là những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ Đảng. Đây là mối lo lớn nhất hiện nay của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, đang có nguy cơ vượt tầm kiểm soát toàn diện của Đảng từ Quốc hội hoặc chính phủ mà mức cao nhất, có thể dẫn đến xu hướng nổi dậy lấn át hay bỏ qua sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng. Đó là trong những lý do lãnh đạo Đảng đã quyết định bắt giữ khẩn cấp cựu đại biểu Quốc hội, phó ban dân nguyện Quốc hội, ông Lưu Bình Nhưỡng. Đây là biện pháp giết gà để dọa khỉ, đồng thời cũng là một thông điệp của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam cảnh báo các đại biểu Quốc hội cũng như quan chức chính phủ: hãy coi chừng, chớ cứ vượt qua lằn ranh đỏ. Quốc hội Việt Nam trong một phiên họp tại nghị trường. Giới phân tích cho thấy rằng việc Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Bắc Kinh hỗ trợ tổ chức các khóa đào tạo,
huấn luyện cán bộ dành cho lực lượng chống biểu tình là sự vi phạm Hiến pháp Việt Nam một cách nghiêm trọng. Theo Điều 25 Hiến pháp vào năm 2013 đã hiến định rõ ràng, công dân có quyền tự do hội họp, lập hội, biểu tình. Điều này cũng là một thể hiện trong Hiến pháp đầu tiên của Việt Nam vào năm 1946. Song cho đến nay, sau 77 năm, Bộ Công an của Bộ trưởng Tô Lâm vẫn cố tình trì hoãn, không để cho Quốc hội ra luật biểu tình. Có lẽ sẽ không bao giờ thông qua được luật biểu tình dưới chế độ Cộng sản, mặc dù Hiến pháp đã coi đó là một quyền hiến định của mọi công dân. Đó là lý do vì sao nhiều cán bộ lãnh đạo cách mạng đã gọi cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 là cuộc cách mạng bị Đảng Cộng sản Việt Nam phản bội. Cho đến hôm nay, người dân Việt Nam vẫn bị tước đoạt không phải chỉ quyền tự do ngôn luận, quyền lập hội và biểu tình, mà cả quyền sống, quyền làm người. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Khả năng bất ổn cao, Tô Lâm vội bắt tay Trung Quốc, chuẩn bị trấn áp biểu tình và bạo loạn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sự thật đằng sau tấm huân chương lao động hạng 3 của ông bà chủ Vạn Thịnh Phát là gì? Những thông tin bí mật không thể qua mặt được người sử dụng mạng xã hội mới nhất là thông tin vào năm 2011, bà Trương Mỹ Lan được nhà nước Việt Nam trao tặng huân chương lao động hạng 3, khiến dư luận hết sức bất ngờ. Hầu hết các vụ bê bối liên quan đến các đại án lừa đảo đều có bóng dáng của chiếc huân chương lao động hạng 3 của nhà nước Việt Nam. Trước đây, công ty cổ phần Việt Á đã được ông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tặng, đó là một ví dụ chua xót. Song có lẽ người ký tặng huân chương lao động hạng 3 cho bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát không phải là Nguyễn Phú Trọng, mà người ký tặng lúc đó là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Vợ chồng bà chủ Vạn Thịnh Phát và hai tấm huân chương lao động hạng 3 được tặng. Cần nhắc lại, vào năm 2014, trong phiên tòa xét xử Dương Tự Trọng, có ông Dương Chí Dũng với tư cách là một nhân chứng. Ông Dương Chí Dũng là anh trai của ông Dương Tự Trọng, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam, viết tắt là Vinaline, đã bị kết án tử hình trong một phiên tòa trước đó. Lần này, ông Dũng khai trước tòa rằng ông đã nhận của bà Trương Mỹ Lan $1 triệu để chuyển cho tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an, trong đó nhờ tướng Ngọ đưa cho Bộ Công an Trần Đại Quang $500.000. Đây là tiền lót tay cho việc chuyển đổi công năng sử dụng khu đất cảng Nhà Rồng, Khánh Hội ở quận 4 sau khi cảng Sài Gòn di rời. Rất may cho bà Trương Mỹ Lan, bởi sau lời khai của tử tù Dương Chí Dũng về việc đưa hối lộ kể trên, thì Thượng tướng Phạm Quý Ngọ đột ngột qua đời một cách bí ẩn. Không rõ nguyên do, giới thạo tin tiết lộ khả năng cao tướng Ngọ đã bị diệt khẩu. Thế là vụ án đó chìm xuồng đúng quy trình, bà Trương Mỹ Lan vô can, được coi là bất khả xâm phạm, chứng tỏ bà Lan có ô dù rất lớn che chở. Ngoài ra, trong vụ hồ sơ Panama, vụ rò rỉ tài liệu lớn nhất trong lịch sử thế giới, tiết lộ cách thức những người giàu có và quyền lực chuyển tiền ra nước ngoài. Theo dữ liệu được công bố vào tháng 5 năm 2016, thì Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế, trong hồ sơ Panama có tên Trương Mỹ Lan và Eric Chu Lập Kê, tức là Chu Lập Cơ, chồng của bà Trương Mỹ Lan. Liệt kê những vấn đề kể trên để thấy rằng, dù rằng hai vợ chồng ông bà Chu Lập Cơ và Trương Mỹ Lan có nhiều dấu hiệu cho thấy họ làm ăn phi pháp, không đủ điều kiện để được tặng huân chương lao động hạng 3. Song rõ ràng, ông Trương Tấn Sang đã sử dụng quyền lực của Chủ tịch nước để mà ký tặng, không ngoài mục đích tạo tiếng tăm và thanh thế cho bà Trương Mỹ Lan để tiện đường kinh doanh cũng như tiếp tục lừa đảo. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bí thư Lê Thanh Hải khi đang còn mặn nồng. Đó là một tập quán thường thấy của các doanh nghiệp kinh doanh mờ ám, thiếu minh bạch tại Việt Nam,
nên họ thường phải tạo ra cái vỏ bọc với mục tiêu không trong sáng. Họ cần rất nhiều những tấm huân chương như thế để mà che mắt dân chúng. Trong một thời gian dài, sự lớn mạnh của Vạn Thịnh Phát gắn chặt với quá trình thăng quan tiến chức của ông Lê Thanh Hải, mà Lê Thanh Hải vốn là đàn em của Trương Tấn Sang. Từ thời ông Trương Sang còn là bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1996-2000. Lê Thanh Hải không chỉ xây dựng quyền lực của mình trong cơ quan thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, mà ông Hải còn trở thành lãnh chúa Sài Gòn kể từ năm 2006 cho đến năm 2015 khi hết nhiệm kỳ đại hội 11. Cũng xin nói thêm, một trong những lý do khiến ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không dám xử lý sâu chúa Lê Thanh Hải cũng bởi sự liên minh giữa ông Trọng và ông Tư Sang trước đó để mà chống lưng lại cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong khoảng thời gian từ năm 2011 cho đến năm 2015. Cuối cùng, với sự thất bại của ông Ba Dũng trong cuộc đua vào chiếc ghế Tổng Bí thư tại Đại hội 12, đến đầu năm 2016, ông Nguyễn Phú Trọng đã trở thành Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ hai. Hơn thế nữa, ông Lê Thanh Hải đã có 3 khóa là ủy viên Trung ương, trong đó có 2 khóa là ủy viên Bộ Chính trị. Ông Lê Thanh Hải nắm tường tận những thâm cung bí sử, đấu đá nội bộ và tranh giành quyền lực trong đảng. Cũng có tin cho rằng ông Lê Thanh Hải đã bắn tin trong Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rằng lòng vả cũng như lòng sung, trước kia anh đã vô trách nhiệm thì bây giờ đừng bắt người khác phải chịu trách nhiệm thay anh. Ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Đó là lý do dù trên cương vị Tổng Bí thư nhưng ông Trọng thường xuyên tránh mặt ông Lê Thanh Hải, giới thạo tin cho biết. Một điều dị thường khác với ông Nguyễn Phú Trọng là từ lúc lên làm Tổng Bí thư khóa 11 và khóa 12, hầu như không lần nào ông đặt chân đến sinh hoạt với các cán bộ đảng tại Sài Gòn nói riêng và miền Nam nói chung. Ông Trọng chỉ đến Sài Gòn vài lần để dự ngày kỷ niệm 30 tháng 4 và một lần sau cùng là đến Kiên Giang, nơi ông đã bị đột quỵ vào ngày 17 tháng 4 năm 2019. Cuối cùng, vừa tròn 12 năm sau khi được trao tặng Huân chương Lao động hạng 3, bà Trương Mỹ Lan đã bị Bộ Công an khẳng định rằng bà đã sử dụng các thủ đoạn để chi phối hoạt động của ngân hàng SCB và chiếm đoạt số tiền lớn lên tới 12,3 tỷ đô la. Điều đó cho thấy hệ thống quản lý, giám sát và hệ thống chính trị hiện nay ở Việt Nam đã hoàn toàn mất tác dụng. Không chỉ do lợi ích của các thế lực chính trị trong đảng chi phối khi mà thất bại của đối thủ trở thành chiến quả của thế lực kình địch. Vì thế, chúng ta đừng bao giờ tin rằng công cuộc chống tham nhũng của đảng sẽ thành công cả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin sự thật đằng sau tấm huân chương Lao động hạng 3 của ông bà chủ Vạn Thịnh Phát là gì. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.